Sắc Xuân Gửi Người Tình. Chuyển thể từ tiểu thuyết Người Tình của tác giả Xá Ngục, tập 11. Em mau học thuộc đi, lát nữa còn việc cần làm nữa. Trăng sáng trung cành chim thức sợ hãi, đêm khuya gió mát tiếng ve kêu. Hương lúa thơm báo hiệu mùa màng bội thu, lắng nghe tiếng ếch kêu một vùng. Trời sao lấp lánh vui đùa, thoáng qua thoảng lại mưa lùa non cao, ven rừng mái lá lao sao. Cầu treo bên suối lối nào hiện ra. Em gái chị thật tuyệt vời, tiến bộ thần tốc. Chị lúc nào cũng tân bốc quá đáng. Chị vẫn phải trả tiền massage đấy nhé. Trả, chắc chắn sẽ trả. Không hay rồi, không hay rồi. Vừa nãy, cừ lắm, sợ hết hồn hết vía. Sao thế? Bà cụ Trần đó, Trần Mạch Đông ở nhà tang lễ. Bà cậu ấy, sao thế? Mẹ, mẹ mau nói đi. Bà Trần đó vác theo một chiếc liềm, xông vào vườn nhà người ta. Một mình bà ấy, xử cả nhà họ luôn. Bà không sao chứ? Bà ấy chỉ là một bà cụ, ai dám động vào bà ấy được. Mẹ, vì sao vậy? Cãi nhau với nhà ai? Thấy bảo tối qua Trần đánh nhau với người ta. Đối phương là một tội phạm mới ra tù, hình như tên nhím gai gì đó. Làm ầm ĩ hết cả lên, cả người của đồn cảnh sát nói là bà đánh cho thằng cháu trận chứ. Sau đó cầm cái đến nhà thằng nhóc đó, nói là muốn tự tay sống mái một trận. Con đi đâu đấy? Hết tụ tập rồi, giải tán rồi. Mẹ ơi, dì Ô khuyên bà về rồi. Mẹ, mẹ kiểm tra con một thứ hai. Trường Chinh, thất luật. Sao mà chị chuyện thế không biết, không sợ Viễn Chinh khó. Sông nghìn núi chỉ đợi rảnh. Bà ơi, Tiểu Khiết đến à? Bà ơi, lại tiêu tiền nữa, ăn nhiều hoa quả vào. Tin tức của cháu nhanh nhạy thật. Cảm ơn bà. Bà à, bà vẫn khỏe chứ? Bà có gì mà không khỏe? Chẳng lẽ lại để nhím gai đó đâm cho sao? Thơm quá. Bà đang hầm canh gà à? Gà thả trông mua từ nhà cháu, chất lượng đúng là khác hẳn. Lần sau bà đừng mua, bảo họ đem đến cho. Vậy không được, việc nào ra việc nấy. Lát nữa uống một bát. Cháu không ăn gà. Cả nhà cháu đều không ăn gà. Ngày nào cũng ngửi mùi quá đủ rồi. Vụ đánh nhau đó, cháu đừng nghĩ là bà già này ngang ngược. Bà không thể để người xấu bám lấy thằng Đông. Nó thành công được như hôm nay không dễ dàng đâu. Tiểu Khiết, lên trên gọi thằng cháu trai ăn cơm đi. Cả ngày chưa ăn gì rồi. Cậu ấy đang ở trên à? Vâng. Tôi vào nhé. Biết mình sai nên trốn ở trong phòng à? Tôi tưởng khả năng đánh nhau của ai đó như xưa nữa rồi. Hóa ra chỉ là không đánh ở đơn vị. Lớn từng nào rồi, đánh nhau mà còn bị thương nữa. Cháu trai, muốn chết đói à? Việc của cậu à? Tôi đâu định lo việc của cậu. Bà bảo tôi gọi cậu xuống ăn cơm. Cậu đến đây làm gì? Xem trò cười thôi. Chẳng mấy khi thế này. Hỏi cậu chuyện này. Cậu hỏi đi. Cậu đã từng rung động với tôi chưa? Tất nhiên. Vậy là tôi không bằng Thượng Hải. Hay không bằng thằng cha ở quán đồ nướng. Cậu đánh nhau vì chuyện này thật à? Không đáng chút nào. Cậu đối với anh ta vẫn là yêu nhưng không có được sao? Hành động của tôi là yêu mà không có được sao? Vậy rốt cuộc giờ cậu có ý định gì? Ý định gì là sao? Cậu và tôi. Không có ý định gì hết.
Người tính không bằng trời tính. Đằng nào cũng không theo đúng kế hoạch của tôi. Chi bằng cứ để thêm giây phút thăng hoa đi. Đừng nói những điều vô nghĩa. Cậu thật sự không nghĩ về điều đó, giả vờ như không nghĩ vậy. Không nghĩ thật. Vậy bây giờ, rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì? Hỏi cậu đấy. Lần đầu cậu hỏi tôi, cũng phải cho tôi suy nghĩ đã chứ. Còn nghĩ nữa. Vậy sao cậu còn tán tỉnh tôi, trước khi cậu suy nghĩ rõ ràng? Ăn no rửng mỡ à? Tôi tán tỉnh cậu hay cậu tán tỉnh tôi? Tôi bảo cậu đưa cao giá, bảo cậu đến quán nướng à? Tôi đến thăm cậu mà cũng là sai à? Trần Mạch Đông. Trần Mạch Đông. Đi đi. Đồ khốn. Tôi còn để ý đi, tôi là con ngu. Còn dám đánh nhau nữa không? Dám. Cháu. Còn dám nữa. Trả canh gà cho bà. Đối với loại người đó, ra sức nhẫn nhịn là nối giáo cho giặc. Còn đến lượt cháu ra mặt ư? Sĩ diện hảo. Khóe miệng làm sao thế? Hôm qua làm gì có vết thương này? Tiểu khiết. Đánh cháu à? Bà đã nói mà, sớm muộn cũng có người xử lý cháu. Cảm ơn. Đây là tảo xoắn, uống vào tốt cho sức khỏe. Rất ngon. Bà Lâm, bà xem, chúng ta sống cùng một thị trấn, nghe danh bà đã lâu, nhưng cán bộ phụ nữ như tôi lại không thường xuyên đến ghé thăm bà. Trách quá, chủ nhiệm Ô bận như thế, hôm nay sao tự dưng? Thì tôi muốn nhờ bà chỉ dẫn cho tôi cách giải quyết. Chủ nhiệm Ô khách sáo quá, tôi thì chỉ dẫn được gì? Những tin đồn trên thị trấn đều là vô căn cứ thôi. Đâu mà, nhà lão từ năm trước chính vì nghe lời khuyên của bà mà không cãi nhau nữa. Bà xem giờ người ta sống tốt biết mấy. Còn cả nhà lão Phùng năm ngoái cũng nhờ nghe lời bà lên tỉnh bốc thuốc về. Sang năm nay để luôn thằng con trai mập mạp thì cũng chỉ là nói chuyện thôi. Có thể là vì tôi có tuổi rồi, trải qua nhiều chuyện hơn, nên nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh hơn. Bà Lâm, bà đừng khiêm tốn nữa được không? Tôi mà không kìm nén trong lòng đến phát điên thì tôi cũng không đến làm phiền bà làm gì. Con gái tôi, bà biết không, hồi đầu yêu đương cũng nồng nhiệt lắm.
bà xem một người làm cô như nó, cứ phải tìm thằng cháu trai họ hàng xa. Bà xem người làm mẹ như tôi, mấy năm rồi tôi không thể nào ngẩng đầu lên. Nói vào vấn đề đi. À đúng, hai đứa nó mãi mới vượt qua khó khăn, kết hôn được, cuộc sống cũng rất ổn định. Chỉ là lại tình tứ không đúng chỗ. Ôi, con gái, con rể bà ấy buồn cười lắm cơ. Dù là có người hay không, bảo hôn là ôm, bảo hôn là hôn, kết hôn cũng 3, 4 năm rồi nhỉ, mà mãi chả sinh được đứa nào. Nói theo cách là như nào nhỉ? Có ý chí, không có năng lực. Cô ấy muốn đến xin ý kiến bà từ lâu rồi, xem có cách chữa trị nào không. Có lẽ hai đứa nó muốn làm vợ chồng son. Thêm vài năm nữa thì sao? Điều này tôi hiểu, chúng ta cũng đều trải qua tuổi trẻ. Ôi mẹ ơi, hồi trẻ tôi có như vậy đâu. Tôi kết hôn một cách nghiêm chỉnh, năm sau là sinh con luôn. Thế hệ chúng ta, à đúng rồi, nhất là người ở thế hệ bà, coi trọng con gái nhà lành. Ai như bọn nó đâu. Bất chấp tất cả, tôi đấy. Đây là bà à, vì thế các cô đến tìm vì chuyện này, thì đúng là tìm sai người rồi. Có người cảm thấy, nam nữ cả đời, chỉ nồng cháy được mấy năm. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, sinh mạng là của mình, cứ để mặc chúng nó đi. Đừng để đến lúc già rồi, quay đầu nhìn lại, lại hối hận. Tớ nghĩ ra một ý hay, để Quảng Bách gà chân không trong thị trấn. Mấy hôm nữa cậu có thể đến xưởng chế thuốc, nghe nói chỗ họ đãi ngộ cuối năm dành cho nhân viên cực kỳ tốt. Năm ngoái tặng một thùng dầu hữu cơ, mấy gói thịt bò chân không, còn cả gạo hữu cơ cậu nữa. Có thể thử với gà chân không của cậu. Hồi trước cậu giúp thị trấn bán khoai làm tốt lắm mà, mọi người đều cảm kích cậu tận đáy lòng, kiểu gì cũng sẽ nể mặt. Sao cứ ở đó sờ vào khóe môi thế? Trời khô quá, da bong tróc à. Ngày mai tớ mặc nạ môi cho cậu. Không cần đâu, tớ có rồi. Thế cái tật đó của cậu là sao? Được rồi, thôi nhé. Sáng mai tớ còn cuộc họp sớm. Hương Tây Hạ, sao thế? Hôm nay cứ ấp a ấp chuyện gì nói đi. Vậy bây giờ rốt cuộc quan hệ của chúng ta là gì? Cậu có nghĩ có phải bản chất tớ rất hèn không? Cậu nhắc đến chuyện này làm tớ hết buồn ngủ luôn. Mơ hồ ngửi thấy mùi drama rồi đấy. Biến đi chỗ khác. Chỉ là tớ hơi thất vọng về bản thân. Báo thức mạch đông nhắc mày đổi cao dáng. Khoan đã, tớ đổi cao dáng đã. Được, đổi đi. Tớ và Quý Đồng lằng nhằng hơn 3 năm. Trước kia cứ nghĩ anh ta có vấn đề. Nhưng hôm nay tớ chợt nhận ra, có thể là vì bản thân đủ can đảm đối mặt với tình cảm, không thể đổ hết lỗi cho người khác. Thiết, tớ nhắc nhở cậu, nếu cậu dám quay lại với tên Quý Đồng, tớ sẽ... Cậu nói gì thế? Tớ chỉ đang tự ngẫm thôi. Nhìn bản chất thông qua hiện cậu tự ngẫm thì có tác dụng gì? Cậu phải bước ra một cách thực tế, nếu không sẽ vẫn mãi là vòng luẩn quẩn. Có lý. Bí quyết gia truyền, địa chỉ quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải, Tây Hạ. Thực ra hai đứa mình, kẻ tám lạng người nửa cân, đều có bệnh tâm lý, phải cùng nhau tiến bộ. Cậu tự lo thân mình trước đi, hết chuyện để hóng rồi chứ. Thế ngủ đi nhé. Khoan đã, trước khi ngủ nhờ cậu chuyện này, nói đi. Dạo này tớ khám phá ra một loại cao dáng có tác dụng thần kế cơn đau thần kinh của tớ, nhưng người ta bán giới dễ mua. Tớ thấy phòng khám đông y của người sáng ở Thượng Hải gửi địa chỉ đây, tớ đi. Cậu đừng nhận lời quá sớm, đến khi đó lại không mua đâu. Bớt nói nhảm với tớ đi, chỉ cần cậu muốn, núi đao biển lửa, có chết cũng không từ. Nhưng bây giờ tha cho tớ đi ngủ trước đã. Thôi nhé. Anh thôi, chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Hướng dẫn cách dùng cao dáng.
con làm gì thế? Gặp ma hay sao? Nhận nhầm người thôi. Sao thế? Lãnh đạo của con còn chặn đường con à? Xem ra doanh nghiệp nước ngoài quài cà con vẫn cũng không bận đến thị trấn mình lượn lờ. Hôm nay anh ấy đi rồi. Mẹ đừng nói móc nữa. Cậu ta đi con còn phải tiễn cậu ta đi. Xuất phát từ phép lịch sự vẫn phải đi một chuyến. Mẹ không hiểu nổi. Cậu ta đi là vì cậu ta sống con cần đến mức lén là lén biết thế không? Mẹ nói con biết rằng mẹ ghét nhất là loại gái mất lý trí vì đàn ông đấy. Xin chào, cậu muốn mua gì? Cháu lấy 4 cái cánh gà, 1 con gà ông đó ngay con. Vẫn chưa có thời gian ăn sáng phải không? Công việc của các cậu ở nhà là vệ vả. Lái xe đi từ sớm rồi. 4 cái cánh gà, 1 con gà ông. Cô để chung vào nhé. Vâng. Quét mã này phải không? Đúng rồi. Rồi, cầm cẩn thận cháu nhé. Cảm ơn. Cháu đi nhé. Ừ, cô cảm ơn. Thầy ơi, của anh hết à? Rõ ràng là ăn sáng rồi. Anh Hải, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi biết, còn không đi chúng ta sẽ muộn mất. Nhưng hôm nay không phải tôi lái xe. Cậu ra hiệu cho tôi cũng vô ích thôi. Quý Đồng, thượng lộ bình an. Anh canh em mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa được gặp lần em. Hai. Chúng ta đều là người rất kiêu ngạo. Tôi hiểu anh. Anh bướng bỉnh ra cũng là vì bản thân. Tôi từ chối cũng là vì bản thân. Cho nên, dừng lại ở đây đi. Không ai mất mặt. Được. Anh biết rồi. Trạm Bắc Nam Bình. Thầy à, anh Hải đã đón người quá cố đi rồi. Quy trình còn lại cứ để em làm cho. Thầy về nghỉ ngơi đi. Tối nay còn trực ca đêm. Phát bệnh đột xuất như này, thủ tục sẽ rất lằng nhằng. Vậy cứ thế nhé, tôi đi trước đây. Nam Bình chúng tôi không thịnh hành mốt tạm biệt kiểu Pháp. Trang Khiết, em thay đổi nhiều quá đấy. Có thể là trước kia anh hiểu lầm về tôi. Không quan trọng, tiễn người tiễn đến chặn quất phải được chứ. Người thân đưa tiễn, mau xuống xe. Xe khách khởi hành rồi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Tạm biệt. Yami, Yami. Chúng ta hết hy vọng thật rồi sao? Quý Đồng, anh buông tay ra, anh buông tay ra. Trần Mạch Đông, cậu là cái thá gì? Ở Thượng Hải không ai dạy anh không được dùng vũ lực với phụ nữ à? Trần Mạch Đông,
Cậu thích như vậy chứ gì? Như nào? Hưởng thụ cảm giác được đàn ông lôi kéo, đợi người khác chụp ảnh cho cậu chứ gì? Trần Mạch đâu, cậu lại lên cơn điên à? Chưa điên bằng cậu đâu. Cho em một nụ hôn, cho em đôi môi nóng bỏng, đôi mắt dịu dàng và kiên định. Hương thơm vương vấn trong gió, nói về lời thì thầm của những người yêu nhau. Cuối cùng cũng tin anh là định mệnh của em. Anh là khung cảnh đẹp nhất trên hành trình của em. Sắc xuân vấn vương rung động bằng anh. Tựa vào bờ vai anh sẽ thực hiện được mơ ước. Cùng nhau phiêu bạt phương xa chưa biết trước. Chờ đợi trời quang sau cơn mưa. Anh chính là nguyện vọng cuối cùng của em. Ánh trăng sáng tỏ, lướt nhẹ qua sóng núi dịu dàng, phát họa dáng hình của tình yêu. Dọc đường đi khó tránh khỏi thất vọng, khó tránh những gập ghềnh đằng đẵng. Hãy để bài hát nền nhàng cất lên vì anh. Ở Nam Bình không ai dạy anh không được dùng vũ lực với phụ nữ à? Không phải nam nữ bình đẳng sao? Em hôn anh được, anh không thể hôn em được sao? Lưu manh. Cùng nhau phiêu bạt phương xa chưa biết trước. Đợi ánh nắng sau cơn mưa rào. Anh chính là nguyện vọng cuối cùng của em. Đi đâu? Muốn đến xưởng chế thuốc trước, để thử vận may. Bàn việc làm ăn à? Muốn giới thiệu gà chân không của nhà, có thể làm quà tặng cho xưởng thuốc không? Hẹn trước chưa? Chưa, thế mới bảo là thử vận may. Được, anh đưa em đi. Anh không về đơn vị à? Được nghỉ trưa, không sao. Taxi. Chào cô Vương Tây Hạ. Đến cô rồi, mời đi theo tôi. Đi, đi. Mời đi bên này. Cảm ơn, không có gì. Chào anh. Dạo này tớ khám phá ra một loại có tác dụng thần cưới cơn đau thần kinh, người ta bán giới hạn, không dễ mua. Phòng khám đông y của người là ở Thượng Hải. Trước kia chỉ tưởng là trùng tên thôi, không ngờ là cô thật. Ngồi đi, giơ cánh tay ra. Cô không cần phải gãi bệnh sợ thuốc thế đâu. Có bệnh thật thì phải chữa. Tôi là đen đuổi, chứ không phải sợ thuốc. Xem ra là cô ghét tôi thật. Chứ anh tưởng trước kia là tôi giả vờ thôi à? Đúng là không nhìn ra. Trước kia không biết có chỗ nào mạo phạm đến cô. Tôi xin lỗi. Như vậy đi, cô ra khỏi chỗ tôi, đi về hướng nam 700 m. Còn có một phòng khám cũng được lắm.
Hay là cô đến đó khám đi. Tôi không bị bệnh. Bạn tôi nhờ tôi đến mua cao nói là chỗ các anh nghiên cứu, chỗ khác không mua được. Cô bạn chân yếu đấy hả? Sao anh biết chân cậu ấy yếu? Vì tôi là bác sĩ đích thực. Có ai nói anh không phải đâu. Tôi hỏi là sao anh lại nhìn ra được? Từ lúc các cô hò hét rủ nhau đi mua đồ lót. Anh đừng nhắc đến chuyện mua đồ lót nữa. Được. Có cao dán bán sẵn không? Phải đặt hàng. Vậy đặt 50 miếng đi. Thứ này không cần dự trữ. Phải xem hiệu quả sử dụng trước đã. 20 miếng được rồi. Vậy tôi gửi anh tiền. Thuốc về thì thanh toán. Cô để lại số điện thoại, địa chỉ. Nếu cô không muốn mất công đến lần tôi nhờ người đem đến cho cô. Vậy tôi để địa chỉ chỗ Lễ Tân. Cảm ơn nhé. Không có gì. Trang Khí, cậu cố tình lừa tớ đúng không? Cậu nghĩ bọn mình ở sai nhau. Tớ không đánh chết cậu được à? Đi mua cao gián rồi à? Năng suất quá. Đúng là bạn có khí cốt của tớ. Cậu đừng trách tớ. Đúng là tớ cần đống cao gián đó. Với cả tớ cũng cảnh cáo cậu rồi. Tớ nói cậu đừng nhận lời quá sớm. Cơ mà mình nhiều chuyện thêm lần nữa. Nếu đúng là bác tự hợp cậu thôi ca. Chúng ta cũng đừng gượng ép. Hôm nay tớ đến xưởng chế thuốc cũng tay trắng trở về. Không gặp được người phụ trách. Họ nói với mình quà tặng năm nay hết rồi. Đợi em à. Chứ sao nữa. Anh cũng không bảo em trước một tí. Lỡ em ở trong còn này lâu mới ra thì sao? Vì đoán được em không có hy vọng. Ra lối này lại khó bắt xe. Anh còn đoán trước được tương lai nữa. Sao em lại không có hy vọng? Đi thôi. Đi ăn cơm trước. Anh xem tâm trạng rồi mới quyết định. Có nên cho em lời khuyên không? Nào. Cô uống ít thôi. Đào này, bây giờ xem như tôi hiểu ra rồi. Phận con cái đúng là của nợ. Tôi bảo cô lâu rồi. Con cái có phúc của con cái. Cứ đòi đi xem số bằng xong rồi lại thêm bực. Việc gì phải thế. Được rồi, từng này tuổi rồi, cô lo cho thân mình còn hơn. Nào. Tôi nói chị nghe, chị không phải trong cuộc nên không hiểu. Chính vì Trang Khiết nhà chị quá ngoan nên chị hoàn toàn tâm trạng hiểu của tôi. Cô thôi đi. Nó ngoan. Mấy năm trước tôi còn vì chuyện kiếm bạn trai mà lo nghĩ đến mất ngủ. Mới đó, nó cũng sắp 30 tuổi rồi. Ngược lại tôi đã nghĩ thôi. Nó yêu hay không thì tùy. Đợi nó già rồi, tôi cũng cùng lắm rồi. Nó với Phương vào viện dưỡng lão bầu bạn với nhau thấy cũng tốt. Cũng đúng. Trang Khiết nhà chị có tài, làm việc rất biết tính toán, không như con bé nhà tôi cả ngày cứ một mình một kiểu ở trên thị trấn. Mất mặt quá. Cô đó chiều hư nó từ nhỏ, bây giờ buồn thì cũng đã muộn. Trang Khiết nhà tôi nếu dám không nghĩ cho bố mẹ, hít ôm ấp ai đó trên thị trấn, tôi khỏi cần xem bói cho nó, tôi lấy mạng nó luôn. Trần Mạch Đông, mấy món này trông được đấy. Vì là anh nấu,
Không phải bà anh nấu. Sao anh biết em không có hy vọng ở xưởng chế? Em đi vào thẳng vấn đề như thế à? Đâu phải ngày đầu anh biết em. Xưởng thuốc là doanh nghiệp đầu thị trấn. Họ phát quà cũng suy tính rất nhiều. Hoặc là cân nhắc hỗ trợ các ngành công nghiệp mất chân thị. Hoặc là phải ưu các sinh viên về quê khởi nghiệp. Không đến lượt những hộ tư nhân như em. Em cũng về quê khởi nghiệp mà. Em mà cũng tính à? Sao lại không tính? Sinh viên già lầm đường trở về không cho à? Cho. Nhưng sinh viên đại học phải định cư trên thị trấn. Em có làm được không? Cái này thì em không làm được thật. Ăn cơm trước đi. Cao gián có tác dụng không? Tất nhiên. Không thấy mấy hôm nay hạ mà nhiệt độ vẫn nhảy nhót tưng bừng à? Vậy thì tốt. Dùng hết anh lại mua cho. Em tìm được nguồn hàng bảo Vương Tây Hạ đi mua rồi. Qua cầu rút ván à? Em được lắm. Anh hiểu cái gì? Biết đâu lại tác thành một mối lương duyên. Thân mình còn lo chưa xong còn lo chuyện người khác nữa. Ai nói vậy? Trước giờ em không phải như lằng nhằng. Thôi đi. Không nhờ có ăn lúc dầu sôi lửa bỏng, em đã bị người ta kéo đi nói với Tuấn. Hôm đó em và đã nói rõ ở quán đồ nướng rồi. Em sắp 30 tuổi rồi, không còn là cô bé yêu đương mù quáng nữa. Hiểu rõ cái được và mất hơn ai hết. Quan điểm hôn nhân của em rất thực tế. Những người đàn ông trong lòng chê em là tàn tật. Em có thể thông cảm nhưng không ưa nổi. Vì người khiến tàn tật trở thành vấn đề là bọn họ, chứ không phải em. Em tỉnh táo giữa dòng đời. Tỉnh táo là vì tính kế. Tính kế là vì chưa đủ yêu. Hai bên đều như vậy. Để người trưởng thành vì ỉm như thiêu thân lao đầu vào lửa thì khó. Thế mới nói, con người đều phải diện với hiện thực. Những rung động ôm ấp của tình yêu trai gái không ăn được. Em định tẩy não cho anh đấy à? Nói cái gì mà mọi người đều là người trưởng thành. Có những chuyện đừng quá coi là thật. Trần Mạch Đông, em thích anh. Nghiêm túc đấy. Nhưng em thích Thượng Hải hơn. Đây chính là hiện thực giữa em và anh. Trần Mạch Đông, điều đáng ngưỡng mộ nhất ở anh chính là anh chịu lắng nghe cũng nghe hiểu lời của phụ nữ. Không giống những người đàn ông khác tàn tật giống như em. Họ có tai nhưng mãi mãi không nghe phụ nữ đang nói gì. Đừng có tân bốc anh nữa. Được, nói chuyện chính. Anh Đông mau hướng dẫn cho em. Trên thị trấn còn chính sách nào cho việc có thể quảng bá cho gà chân không? Em đừng lúc nào sẽ lợi dụng trên thị trấn. Những chính sách tốt phải để lại cho người cần nó hơn. Nhà em cũng khó khăn mà. Vậy em hãy động não. Đừng lúc nào cũng tập vào xưởng chế thuốc. Nhà máy đá trên thị trấn cũng có gần 1.000 công nhân. Mỗi năm cũng phải phát quà. Nhà máy đá em càng không biết gì. Nhưng anh biết. Đợi tin đi. Cảm ơn anh Đông. Nhìn cái kiểu nịnh hót của em kìa. Trả cho em, đã ăn no đâu.
Chuyện gì thế này? Dì Ô vừa về, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, hại mẹ mình cũng mặt mày rũ ủ. Mặt mày ủ rũ không quan trọng. Thời kỳ mãn kinh của dì Ô còn dài hơn cả tuổi dậy thì của em. Đừng có lấy phụ nữ trung niên mẹ ra mua vui. Hai đứa sớm muộn cũng đến tuổi đấy. Con sai rồi, thái độ con chưa đúng mực. Con xuống tầng tự kiểm điểm đây. Đưa đến cho bà Lâm ở tiệm thú y trên thị trấn, hay cho dì Ô con? Dì Ô đưa bà Lâm tiền làm gì? Con chó già nhà dì ấy bị ốm à? Con rủa chó nhà người ta làm gì? Dì Ô con đi xin quẻ cho cô con gái của dì ấy. Tuy là chẳng thà không hỏi còn hơn. Dì Ô con là người cứ đòi phải thể hiện. Vâng, con dành thời gian đem đến đó. Mẹ, mẹ đừng có học dì Ô đấy. Mẹ đừng đi hỏi vớ vẩn mây chuyện của con, đợi đấy. Mẹ chả việc gì phải cầu xin ai hết. Con mình sinh ra tự mình quản, mẹ còn phải đi hỏi người khác á? Cảm ơn trưởng phòng Thiệu, tôi nhất định không phụ sự tin chuẩn bị quà tặng cho nhà máy đá. Tương tất, chu đáo, đừng khách sáo, ủng hộ lẫn nhau mà. Trước kia, cô giúp thôn Dương Câu bán khoai. Mọi người trên thị trấn nhớ lòng tốt của cô cũng tiện tay giúp thôi. Nhưng nhà máy ta có thể gà ông liệu đối với nhà tôi không khác gì cứu người lúc nguy cấp. Cô đừng nói như vậy, không phải mình tôi góp sức đâu. Mạch Đông đóng vai trò rất lớn đấy. Chờ chút đã. Trần Mạch Đông, tôi tỉ nhớ chịu uy chắc cho anh tôi, đâu chỉ có thế. Người chu đáo như cậu ấy không những nói với giám đốc chúng tôi, mà còn cam kết cho sản phẩm. Lúc bố của giám đốc đời tôi từng mang ơn Mạch Đông, vẫn luôn đợi cơ hội để trả ơn. Mạch Đông, bao năm qua không hề mở lời, giám đốc chúng tôi chắc chắn phải để tâm rồi. Được, cảm ơn trưởng phòng. Anh làm việc đi. Được, cô về nhé. Cảm ơn. Trần Mạch Đông. Trần Mạch Đông. Trần Mạch Đông. Sao em lại đến đây? Có chuyện gì à? Anh làm một việc lớn như vậy, không định đòi công em à? Đang hỏi anh đấy. Có phải anh rất thích em không? Đừng đùa nữa. Bà có nhà đâu, em vừa gặp bà rồi. Kể cả thế cũng chỗ này không tiện. Giả bộ chứ gì? Giả bộ cái nổi gì? Lát nữa em đừng có hối hận đấy. Tưởng người ta thèm anh chắc. Em thấy anh đáng thương thôi. Nhìn miệng anh sắp nứt ra rồi. Em đặc biệt cảm ơn anh về chuyện nhà máy đá. Yên tâm, em sẽ thật cố gắng, không để anh mất mặt. Xem anh sợ chưa kìa. Nam nữ bình đẳng. Em sẽ không bắt ép anh đâu. Xin chào, tôi là mẹ của Trần Mạch Đông. Cháu chào cô. Cháu là Trang Khiết, bạn cấp 3 của Trần Mạch Đông. Thật muốn vờ như không hề gì. Ai đang đối nghịch với chính tôi? Trong cơ thể này. Từ chối trở thành rối của định kiến. Im lặng chống đối. Ai chẳng có những đắng cay, bất an. Chịu đựng nỗi đau trong âm thầm. Đợi khi vết thương lành lại. Nở một nụ cười để vượt qua giây phút đau lòng.
đối mặt với những thăng trầm, không tỏ ra yếu thế. Quan tâm quá trình hơn là kết quả. Phiên bản tốt nhất của bản thân vẫn thường luôn phức tạp, khó đoán. Phiên bản tốt nhất của bản thân vẫn thường luôn phức tạp, khó đoán.